Sao con gà hôm nay trông lạ thế nhở? Hello anh yêu. Kìa, em đang làm gì ở đây đấy? Tại vì em nhớ anh quá nên là tìm cách để đến thăm anh đấy. Em biết mật khẩu nhà anh mà. Em chọn cái thân gà này để bày trò trêu anh đấy. Anh thấy có được không? Sao em nghịch thế? Anh... Em ngồi xuống đây. Em nhìn đi, hôm nay anh chuẩn bị chu đáo chưa? Nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới của bọn mình đấy. Em vui lắm. Nhưng mà hình như là có gà quay đúng không anh? Đâu rồi? À, cái con gà quay đấy anh ăn thử, thấy nó dai quá, thế cho nên anh bỏ đi rồi. Đây, anh cho vợ ăn thử một miếng này. À, mày thì dám tranh người yêu của tao này. Sao thế em? Em không biết, hình như là có cái gì ở dưới đó nhói lên một cái. À, ây ôi, đau thế, cái con muỗi này, đau quá. Thôi không sao em ạ, kệ đi, chỉ là con muỗi thôi mà, mình ăn nhá. À, em quên mất, em có vắt nước cam cho anh, nhưng mà em để quên trong bếp rồi, để em vào lấy nhá. Em, sao hôm nay tự nhiên em lại bày trò như này? Em nhìn thấy anh với cả cô ta như thế em không chịu được. Thôi được rồi, anh thương. Nhưng mà hôm nay em cứ đi về đi. Bây giờ em trốn ra khỏi đây, đi nhẹ nhàng thôi nhá. Hôm sau anh sẽ bù cho em, yêu em nhá. Yêu. Tôi xin lỗi. Đi đúng kiểu gì đấy, mù à? Linh, em đến rồi à? Anh cũng đang vào đây. Tưởng ai? Cường đấy à? Mà dạo này làm shipper cơ à? May nhá, may mà ngày xưa là tôi không nhận lời yêu cậu ấy, chứ không là bây giờ trở thành vợ của tên shipper quèn rồi nhờ. Em, mình đi thôi. Giới thiệu với cậu, đây là chồng của tôi, một người rất đẹp trai, giàu có, lại rất tài giỏi. Chào anh. Thôi, chồng tôi ấy là chỉ quen bắt tay với những người có địa vị từ giám đốc, chủ tịch trở lên thôi, chứ không quen bắt tay mấy cái bàn tay bẩn thỉu của tên shipper quen như cậu đâu. Mình đi thôi anh. Cho chị lấy đồ với. Chị, em gửi. Ôi tôi chết rồi, chị lại để quên ví với cả điện thoại ở trên nhà. Đợi tí chị chạy lên chị lấy tiền nhá. Ôi, lần sau gửi em được. Thôi tính chị hay quên lắm, em biết mà. Đợi chị tí, chị lên chị lấy xong chị gửi luôn cho. Dạ vâng. À kia rồi, ông chồng chị kia. Để chị sang chị lấy tiền rồi trả cho em. Đợi vâng, chị vâng. Tí nhá. Kia chẳng phải là chồng của Linh hay sao? Chị gửi nhá, cảm ơn em. Em xin ạ. Chị này, anh kia là chồng chị à? Ừ, chồng chị đấy. Cưới nhau lâu chưa? À, cũng được 1 năm rồi. Lần trước em ship cái đồng hồ đến là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chị đấy. Mà chúng anh khó gần nhỉ? Không, dễ gần lắm. Nhìn thế thôi nhưng mà cực kỳ chung thủy với yêu vợ đấy. Thôi, chị đi lên trước nhá. Chào chị. Rốt cuộc, ai muốn là vợ của anh ta cơ chứ? Sao anh biết nhà tôi đấy? Tôi hỏi mấy đứa ở lớp thì biết thôi. Tôi không nghĩ cô lại làm người thứ ba như vậy. Thế mà lúc nào cũng khoe khoang là có chồng giỏi giang. Thế anh nói linh tinh cái gì đấy? Cô thừa biết mà, còn hỏi tôi làm gì? Rõ ràng là cô chưa cưới người ta nhưng vẫn nhận làm chồng, trong khi người ta đã có vợ rồi đấy. Thế hóa ra là anh vẫn còn quan tâm đến tôi nhiều đấy chứ? Vẫn còn muốn tán tỉnh tôi à? Tôi nói cho anh biết nhá, anh không có cửa đâu. Tôi chỉ đang không hiểu tại sao một người có nhan sắc như cô mà phải làm vậy. Vì tiền chứ sao?
Thời buổi bây giờ ấy, không có tiền thì làm sao mà sống được. Hay là anh muốn tôi giống như anh, ra ngoài ship từng món hàng, kiếm từng đồng một giữa trời nắng chang chang thế này? Nhưng mà ít ra đấy là tiền trong sạch, không như cô kiếm tiền trên thân xác. Tôi quá thất vọng với cô rồi đấy. Ai? Tôi thế thì sao? Nhưng mà ít ra tôi vẫn hơn anh. Không như anh, mẹ bệnh cũng không có nổi một đồng để mà gửi về cho mẹ đâu. Sao cô biết? Tôi còn biết nhiều chuyện với anh lắm. Sao? Thế bây giờ có muốn kiếm tiền để gửi về cho mẹ không? Ý cô là sao? Tôi đang có phi vụ này. Nếu như anh làm thành công chót lọt, tôi sẽ đưa cho anh 200 triệu. 200 triệu á? Cô muốn tôi làm gì? Anh biết là anh Long đã có vợ. Vậy thì chắc chắn là anh biết mặt chị vợ đúng không? Tôi muốn anh làm cho chị ta biến mất. Nếu như anh thành công, tôi sẽ đưa tiền cho anh luôn. Cô thực sự muốn làm việc này à? Đúng. Bởi vì chỉ khi làm như thế thì tất cả mọi thứ, từ anh Long đến tài sản của anh ấy mới thuộc về tôi thôi. Sao? Anh có đồng ý làm không? Nếu như làm được, tôi sẽ đưa thêm cho anh 100 triệu. Còn nếu như mà không đồng ý ấy, thì thôi, tôi tìm người khác vậy. Không. Tôi đồng ý. Đẹp quá nhỉ. Anh Long, anh đang làm cái trò gì đấy? Chà, sao em lại ở đây? Ở kìa, quay mặt ra đây, cho tất cả mọi người thấy bộ mặt đẹp đẽ của hai người đi. Này, anh bỏ cái máy xuống đi. Anh dám bắn đứng tôi đấy à? Cô nghĩ là tôi sẽ phản bội chị Trang? Chị là ân nhân của tôi. Này, cầm lấy, mua lấy hộp cơm mà ăn. Tôi thấy cậu ngồi ở đây mấy ngày rồi, đã ăn uống gì đâu. Em cảm ơn chị ạ. Từ sáng đến giờ mỗi chị là quan tâm em. Nhưng mà tôi thấy cậu cũng là thanh niên, còn trẻ còn khỏe. Tại sao cậu lại đi ăn mày như thế? Em bị lừa từ lúc ở quê lên. Trên này không có người thân, em xin việc cũng chả ai nhận. Bố mẹ em ở quê đi ra rồi, em không dám nói sao bố mẹ lo lắng cho em. Biết là như thế, nhưng mà cậu là thanh niên còn trẻ khỏe như thế này lại đi ăn xin, chả trách người ta không cho cậu cũng phải thôi. Phải kiếm việc gì mà làm đi chứ. Nhưng mà em... Hay là thế này đi, ở gần nhà tôi người ta đang tuyển shipper giao hàng đấy. Nếu như cậu có thiện chí, tôi sẽ giới thiệu giúp cậu. Thật à? Nhưng mà shipper thì không phải có xe, còn em chả có đồng nào trong người cả. Thôi được rồi, cái đấy cũng không cần phải lo đâu. Xe máy tôi sẽ hỗ trợ cho cậu, sẽ cho cậu mượn. Nhưng mà không phải là mượn không đâu, cậu sẽ phải đi làm và trả vào số tiền đó cho tôi. Em biết rồi ạ, em cảm ơn chị ạ. Chị Trang, chính cô ta là sugar baby của anh Long, và cũng chính cô ta đã lên kế hoạch để hãm hại chị đấy ạ. Anh... Cô tưởng ai cũng thèm tiền giống cô. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ phản bội chị Trang. Chính tôi đã kể toàn bộ kế hoạch của cô cho chị Trang nghe, và cũng chính tôi đã chở chị Trang đến đây để vạch mặt hai người đấy. Mày, thì ra là mày kể tất cả mọi chuyện à? Chó này. Anh có sao không? Mày tưởng đánh tao mà dễ à? Đúng, tôi với anh Long yêu nhau. Nếu như mà chị đã biết chuyện rồi ấy, thì tiện đây mình làm tới luôn đi anh. Anh ly hôn chị ta đi, em không thể lúc nào cũng núp đằng sau bóng lưng anh mãi được. Ly hôn á? Tốt thôi. Ly hôn thì ly hôn, tôi chống mắt lên xem ly hôn rồi anh ta lấy cái gì mà nuôi cô. Thế thì chị lại nhầm rồi. Anh Long có đầy tiền, có nhà, có xe, có công ty. Chúng tôi tha hồ mà sống cả đời đấy. Nhưng có lẽ là cô chỉ dùng vốn tự có của mình để kiếm tiền, chứ không dùng cái đầu để suy nghĩ, có đúng không? Tôi nói để cho cô biết, tôi và anh ta đã có một giao kèo với nhau.
rằng một trong hai người nếu như ngoại tình thì toàn bộ tài sản thuộc về người còn lại. Cô thử nghĩ mà xem, cả cái chức giám đốc mà anh ta đang làm ấy, công ty đó là công ty của nhà tôi. Chắc là anh ta chu cấp một tháng cho cô không phải ít đúng không? Được, bây giờ thì cả cô và anh ta bỏ cái số tiền đấy ra mà tiêu xài với nhau đi. Chẳng, vợ, thực sự là anh đã biết lỗi rồi. Em có thể là bỏ qua cho anh được không? Chúng mình được ly hôn em. Có gan làm thì có gan chịu. Anh dám ngoại tình thì tôi dám ly hôn. Đơn ly hôn tôi sẽ gửi cho anh. Cưới em ấy nhá, không được bỏ em đâu. Cô im đi. Bây giờ cưới cô để ăn cám à hả?